Xin chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình. Video này mình chia sẻ cho các bạn cách tắt trạng thái đã xem tin nhắn trên ứng dụng Zalo. Rồi, bây giờ mình bắt đầu. Bây giờ thì các bạn mở Zalo lên. Tiếp theo các bạn chọn biểu tượng cá nhân. Sau đó các bạn chọn cài đặt. Ở đây thì các bạn chọn quyền riêng tư. Ở phần hiển thị trạng thái đã xem, các bạn chọn tắt. Vậy là xong. Rồi, mình dừng lại nội dung video ở đây. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp. Xin chào.